Thưa quý vị, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, Vị Xuyên, Hà Giang là một trong những mặt trận khốc liệt nhất với sự tập trung quân lực, hỏa lực lớn của quân Trung Quốc. Các chiến sĩ thuộc 9 sư đoàn chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kiên cường chiến đấu, hàng ngàn người trong số họ đã ngã xuống. Và với những người lính may mắn trở về, thì nỗi nhớ đồng đội vẫn luôn trong tâm trí của họ. Cũng bởi vậy mà những cuộc gặp gỡ đồng đội cũ luôn đong đầy cảm xúc. Đã lâu lắm rồi, những người lính Vị Xuyên năm nào mới được gặp lại. Có những người trong số họ, từ khi rời chiến trường, nay đã 34 năm mới lại thấy nhau. Và câu chuyện của ngày hội ngộ vẫn là những ký ức không thể quên của những năm tháng nếm mật nằm gai ở mặt trận Vị Xuyên. Thời gian công tác tại mặt trận Vị Xuyên cũng như là nằm hầm cùng anh em, những ký ức đó là nó rất gắn sâu. Anh em bón cho nhau những thìa cháo và thậm chí những cơn sốt rét anh em phải nằm đến chốc nhau để sưởi ấm cho nhau. Thì những ký ức đấy về chúng tôi về với đời thường bây giờ rồi, chúng tôi không thể quên được. Cuộc chiến tranh chống xâm lược bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc thì có thể nói khái quát như gian khổ, vất vả, ác liệt, hy sinh dài ngày, nhưng thắm đượm tình đồng chí đồng đội, tình cảm quân đội. Mà khi gặp lại có thể nói là tay mắt mặt mừng. Như vậy mình đã là những người sống với nhau, chiến đấu với nhau vào sinh ra tử, mà cho đến bây giờ gặp lại nhau quý lắm. Đã có rất nhiều câu chuyện được kể lại trong ngày kỷ niệm 44 năm thành lập sư đoàn 314, một trong những sư đoàn chủ lực trên mặt trận Vị Xuyên trong những năm tháng khốc liệt nhất 1984-1989 của cuộc chiến. Những người chỉ huy năm nào với mái đầu đã bạc vẫn say sưa kể lại câu chuyện của ký ức. Và hơn 300 đồng đội từ 30 tỉnh thành trên khắp cả nước đã cùng hội ngộ và chăm chú nghe lại miền ký ức của nhau. Đây là một cuộc chiến tranh có thể nói ta nhiều đơn vị tham gia, tính ác liệt rất cao. Có những ngày quân địch đánh sang chúng ta hàng ngàn quả đạn pháo, tổn thất cho đơn vị, các đơn vị rất nặng nề. Chúng tôi là những cán bộ đã từng chỉ huy chiến đấu ở trong mặt trận và nhiều lúc cũng cảm thấy cái tính ác liệt đó mà đồng đội đã trải qua thì có lẽ không thể nói đến hết được. Khi còn trẻ trong cái cuộc chiến ấy, thì còn trẻ, thời là toàn tuổi trẻ là lúc là 18 đôi 10 thôi, mà nay thì trở về là tuổi đã bạc, tóc đã bạc thì khuôn mặt thì cũng thay đổi nhiều, nhưng mà với những ký ức vẫn nhận được nhau, nghe tiếng nói là cũng đã nhận được nhau mà rất xúc động. Ngày gặp lại, ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 314 các tỉnh phía Nam cũng đã được thành lập. Đây là sợi dây kết nối tình đồng đội của những người lính năm xưa. Từ đây, những cuộc gặp cũng sẽ được tổ chức nhiều hơn để những người lính hỗ trợ nhau trong cuộc sống thời bình và đồng hành cùng nhau trong cuộc hành trình tìm hài cốt những đồng đội đã nằm xuống nơi chiến trường Vị Xuyên. Thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng nghiêm trọng. Các đối tượng đã ngang nhiên chặt phá nhiều hecta rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An quản lý và bảo vệ. Và đáng chú ý là các đối tượng phá rừng còn liều lĩnh tổ chức hành hung, khiến một cán bộ bảo vệ rừng chấn thương sọ não, phải nhập viện điều trị. Những cây thông keo có tuổi đời hơn 20 năm, đường kính từ 20 cho đến 30 cm, trên địa bàn xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu đã bị chặt phá tan hoang. Đây là rừng sản xuất thuộc dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng thông keo theo quyết định số 661 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Chúng tôi đi tuần tra thì phát hiện được xe ô tô và người cưa, người bốc vác vào trong hiện trường là cưa và bốc cái sản phẩm là gỗ thông lên trên xe ô tô. Sau khi hành vi phá rừng thông bị Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An phát hiện, ngăn chặn vào ngày 28 tháng 2, ngày 2 tháng 3, các đối tượng này đã tiếp tục quay lại khu vực này để chặt phá rừng keo. Đỉnh điểm của vụ việc diễn ra vào ngày 6 tháng 3, nhóm đối tượng khoảng từ 20 cho đến 30 người mang theo hung khí uy hiếp, hành hung cán bộ bảo vệ rừng để lấy lại tang vật bị thu giữ trước đó, khiến người này bị chấn thương sọ não, bầm dập nhiều vị trí trên cơ thể. Họ đã đấm và giật và đưa gậy đập vào đầu tôi thì giật theo và chạy vào toàn bộ thì tôi bổ xuống. Họ đứng cố tình đập về bên trái, sau đó họ bỏ đi
và đưa phương tiện về, đưa phương tiện của họ về. Hiện các cơ quan chức năng xác định có khoảng 2,23 hectare rừng thông, keo bị chặt phá, với hàng chục mét khối gỗ bị thu giữ. Tuy nhiên, việc chặt phá rừng đã diễn ra nhiều ngày trước khi bị phát hiện, nên có thể một số lượng lớn gỗ đã bị đưa ra khỏi địa bàn. Được biết, nhóm đối tượng chặt phá rừng là người xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu do Lê Tiến Du cầm đầu. Đối với cái trường hợp mà họ chặt phá cây thông ấy, thì chúng tôi đã bàn giao cho cơ quan kiểm lâm. Thì hiện tại cơ quan kiểm lâm cũng đang chuẩn bị các cái hồ sơ thủ tục liên quan để bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra. Còn đối với cái nội dung cái vụ việc chặt phá cây keo sau, thì hiện tại thì cơ quan cảnh sát điều tra huyện Quỳnh Lưu đã tiếp nhận và thụ lý vụ việc. Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ phía Bắc Nghệ An, việc chặt hạ hơn 2 hectare rừng tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu là vụ phá rừng đầu tiên tại khu vực này. Tuy nhiên, trên thực tế lại không phải như vậy, khi bên cạnh đó nhiều diện tích rừng dự án đã bị các đối tượng đốn hạ, đốt bỏ từ lâu. Điều này cho thấy những bất cập trong công tác quản lý của các cơ quan chức năng. Và nếu tình trạng này còn kéo dài, thì những cánh rừng thông, rừng dự án vốn là tài sản của nhà nước sẽ khó có thể tồn tại. Đây là vụ phá rừng thứ 3 được phát hiện trong những tháng đầu năm 2023 trên khu vực giáp ranh giữa huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Trước đó, hàng chục hectare rừng thông tại xã Quỳnh Vân và xã Quỳnh Trang cũng đã bị chặt phá trái phép. Thưa quý vị, Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài vừa chính thức công bố báo cáo thường niên về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam năm 2022. Tính đến tháng 2 năm 2023, Việt Nam đã thu hút được 141 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đến đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt gần 440 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, FDI vào châu Á liên tục gia tăng trong 3 năm liền và đạt mới 619 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Bên cạnh đó, FDI vào lĩnh vực tăng trưởng xanh tăng mạnh. Năm 2021 tăng tới 70% so với năm 2020. Về vấn đề ưu đãi thuế, trong số 100 quốc gia áp dụng ưu đãi thuế thì 39% là miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, 13% khuyến khích tái đầu tư thông qua trợ cấp tín dụng ưu đãi, khấu hao nhanh. Nhiều nước đang chuẩn bị áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu theo nguyên tắc của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD từ năm 2024. Báo cáo cũng đưa ra một số đề xuất giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI năm 2023 như là nâng cấp chính sách và sử dụng FDI hướng vào tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và kết nối chuỗi cung ứng của doanh nghiệp với các doanh nghiệp FDI, nhất là tập đoàn xuyên quốc gia, hoàn thiện thể chế pháp luật trong việc nội luật hóa thuế tối thiểu toàn cầu, xử lý tốt quan hệ nội lực với ngoại lực, hiện đại hóa hạ tầng kinh tế xã hội và đẩy mạnh cải cách hành chính quốc gia. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, 50 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đăng kiểm của Cục Cảnh sát Giao thông sẽ được tăng cường, hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm để góp phần giải quyết tình trạng quá tải. Trước mắt, cảnh sát giao thông sẽ tăng cường ngay lực lượng để hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng công an sẽ hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ để việc đăng kiểm của người dân được thuận lợi, nhanh chóng nhất, không để người dân phải mang chăn chiếu, thay phiên nhau xếp hàng nhiều ngày tại các trung tâm đăng kiểm. Ngoài việc tăng cường 50 đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ từ ngày 11 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông cũng sẽ tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ làm công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện cơ giới đường bộ để sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.